bài tin mừng hàng ngày, bài suy niệm hàng ngày. Sống theo lời Chúa TV. Ngày 4 tháng 6, thứ ba tuần 9 thường niên. Các ông hãy trả cho Cây-sa-rê cái gì thuộc về Cây-sa-rê, và trả cho Thiên Chúa cái gì thuộc về Thiên Chúa. Tin mừng Chúa Giê-xu Ki-tô theo Thánh Ma-cô. Khi ấy, người ta sai mấy người thuộc nhóm biệt phái và đảng Hê-rô-đê đến Chúa Giê-xu để lập mưu bắt lỗi người trong lời nói. Họ đến thưa người rằng: "Thưa Thầy, chúng tôi biết Thầy là người chân thật, không vị nể ai, vì Thầy chẳng xem diện mạo, một giảng dạy đường lối Thiên Chúa cách rất ngay thẳng. Vậy chúng tôi có nên nộp thuế cho Cây-sa-rê không? Chúng tôi phải nộp hay là không?" Nhưng người biết họ giả hình nên bảo rằng: "Sao các ông lại thử ta? Hãy đưa ta xem một đồng tiền." Họ đưa cho người một đồng tiền và người hỏi: "Hình và ký hiệu này là của ai?" Họ thưa: "Của Cây-sa-rê." Người liền bảo họ: "Vậy thì của Cây-sa-rê hãy trả cho Cây-sa-rê, của Thiên Chúa hãy trả cho Thiên Chúa." Và họ rất đỗi kinh ngạc về người. Đó là lời Chúa. Suy niệm và cầu nguyện. Thiên Chúa làm chủ các gia đình. Của Cây-sa-rê hãy trả cho Cây-sa-rê, của Thiên Chúa hãy trả cho Thiên Chúa. Việc đóng thuế cho nhà nước là bổn phận của công dân. Chúa Giê-xu là con Thiên Chúa, nhưng người đã làm người, cho nên người cũng chu toàn bổn phận nộp thuế. Nhưng qua việc nộp thuế, người dạy chúng ta rằng: của Cây-sa-rê hãy trả cho Cây-sa-rê, của Thiên Chúa hãy trả cho Thiên Chúa. Mỗi người, mỗi gia đình không chỉ phải chu toàn bổn phận công dân trần thế, mà còn phải chu toàn bổn phận công dân trong nước của Thiên Chúa. Hội đồng Giám mục Việt Nam đề ra chương trình Sống cho Dân Chúa năm 2024 là hoán cải và tham gia vào đời sống giáo hội. Có thể nói đây là cách chu toàn bổn phận đối với nước Thiên Chúa một cách cụ thể, và cụ thể nhất là hoán cải và tham gia xây dựng giáo hội tại chính gia đình mình trước tiên. Mỗi gia đình là một cộng đoàn cơ bản, một mái nhà cơ bản, làm nên cộng đoàn lớn hơn, mái nhà lớn hơn, đó là giáo xứ, giáo hội và mái nhà nhân loại dưới quyền làm chủ của Thiên Chúa. Thế thì việc tham gia sẽ bắt đầu từ sự hoán cải nơi các gia đình. Các gia đình không để cho thực tại danh lợi dục trần gian thống trị nữa, nhưng phải trở nên cung điện xứng đáng cho Thiên Chúa ngự trị, phải là nơi cùng nhau thờ phượng Chúa, nơi hợp nhất yêu thương, và còn là nơi loan báo tin mừng cứu rỗi. Được như thế là mỗi người, mỗi nhà đã tham gia vào đời sống giáo hội, để sống đức tin, đức cậy, đức mến giữa lòng đời, và làm chứng cho nước Thiên Chúa ở trần gian này. Lạy Chúa, xin cho các gia đình trả lại cho Thiên Chúa quyền làm chủ tâm hồn, làm chủ vận mệnh, để các gia đình được vui sống bình an trong đức tin, cậy mến Chúa, và sống chan hòa yêu thương trong gia đình của Thiên Chúa ngày lúc này. Amen. Vì yêu thế gian, trái tim Chúa Giê-xu đã nát tan. Từ trái tim yêu vô bờ bến ấy, những giọt máu nước cuối cùng đã tuôn đổ, làm thành dòng suối cứu độ chúng con. Lạy Đức Chúa Giê-xu hiền lành, khiêm nhượng trong lòng, xin Chúa uốn lòng chúng con nên giống như rất thánh trái tim Chúa, để gia đình chúng con biết yêu như Chúa đã yêu, là từ bỏ mình và hy sinh đến cùng cho nhau, cho hết mọi người.
Amen. Dẫu cho lòng còn nhớ